Rồi, vô rồi các bạn ơi. Wow, vô rồi các bạn ơi. Wow, đã quá các bạn. Vô rồi các bạn ơi. Xin chào cả nhà và các bạn. Đến hẹn lại lên, hôm nay Thư Dương thức dậy sớm. Mình đi trolling cá sê mình và cá trao nè các bạn. Mình đến chỗ Sakatarin nè các bạn. Bây giờ mình đang chạy tàu ra. Bây giờ mình chuẩn bị ra ở ngoài để câu nè các bạn. Hôm nay sương mù nhiều cho nên mình chạy từ từ nha các bạn. Các bạn ơi, bây giờ mình đã tới chỗ để mình trolling nè các bạn. Bây giờ mình sẽ set up cần câu để mình trolling nha các bạn. Chưa lấy được ra các bạn ơi. Wow, cắn sớm quá các bạn. Wow, các bạn. Wow, khá tài quá các bạn ơi. Chưa rồi các bạn ơi. Hôm nay mình được vô cá rồi các bạn. Cá nhiều ơi. Yeah.
Con này ngon lắm đó các bạn. Mình sẽ cho lên cái màu smooth nè các bạn, cái muỗng nè, màu này nha các bạn. Màu này nghe nói đang thịnh hành đó. Mình sẽ dùng cái đèn pin nha các bạn. Mình dùng cái đèn pin màu này nè. Mình hơi vô đây cho nó có ánh sáng nha các bạn. Tại vì trời tối đó. Có ánh sáng vậy cá nó cắn nha các bạn. Cho lên rất là vui nha các bạn. Để chỉ để hai người chơi vậy. Cá nó cứ gặp mình nó cắn thôi nha các bạn. Mình xài cái muỗng, tiếng Việt là cái muỗng, tiếng Anh nó gọi là smooth. Nó growing là đắt, có nghĩa là nó sẽ phát sáng ở trong chất tối thì nó sẽ phát sáng lên. Nó sơn cái chất đó nha các bạn. Thì mình chỉ cần dùng đèn pin mình rọi vào thì cái ánh sáng nó hút vào ở trong cái muỗng đó và mình bỏ xuống thì cái muỗng xuống dưới nó có ánh sáng, nó con cá nó dễ thấy mà nó thấy là nó cắn nha các bạn. Quên giật. Cá cắn mà giật dính rồi đó. Ồ, dính cá rồi nè các bạn. Dính rồi, vô rồi. Vô rồi các bạn ơi. Wow, vô rồi. Vô rồi các bạn ơi. Wow, đã quá các bạn. Vô rồi các bạn ơi. Wow, wow, chạy dữ à. Chạy dữ rồi các bạn. Chạy dữ rồi.
Wow, chạy dữ rồi các bạn. Wow, chạy dữ rồi các bạn. Wow, chạy đã không các bạn? Wow, cho nó chạy hồi mệt nó ngừng nha các bạn. Wow. Ôi, xảy rồi các bạn. Oh man, xảy rồi các bạn ơi. Wow, uổng quá. Wow, các bạn thấy mình xảy rồi các bạn. Oh yeah. Ôi, xảy rồi. Xảy rồi các bạn ơi. Ai da.